Điều chị thích nhất ở Kỳ Anh đó là người dám nói dám làm. Thì trong cuộc sống thì chị có rất là nhiều người bạn, thì cũng khá là hiếm khi mà các bạn có thể dám theo đuổi cái niềm đam mê, cái ước mơ của mình và thực hiện nó, biến nó thành sự thật. Từ những cái ngày đầu mà cuộc sinh hoạt trong câu lạc bộ thì em đã thấy anh Cát là một người anh lớn, lúc nào cũng dí dỏm hài hước nhưng mà anh luôn nghiêm túc trong công việc. Cái cuộc nói chuyện mà rất là ngắn giữa anh em mình về nghề giáo thì, nhưng mà qua từng lời anh nói thì em luôn cảm thấy được cái niềm đam mê nhiệt huyết, không những là với âm nhạc mà còn là với những học trò nhỏ của anh. Và không những nhiệt tình mà anh còn rất là tích cực, động viên, chia sẻ, hướng dẫn mọi người thể hiện bản thân. Mình nghĩ đó là một điểm rất là mạnh của anh Cáp. Và điểm mạnh này càng ngày càng được thể hiện rõ hơn thông qua quá trình mà anh Cáp phát triển NeoKids, đào tạo hướng dẫn những cái giảng viên mới, những thầy cô mới trong trường, và đào tạo cho các em nhỏ chia sẻ niềm đam mê của mình cho các bạn. Qua NeoKids thì có cảm giác là NeoKids là một nơi rất là vui tươi mà rất là sinh động. Yeah. Cũng đã chia sẻ với những người bạn như tụi mình về cái ước mơ là sẽ một cái trường mở một cái trường dạy nhạc, đặc biệt là giúp cho các em nhỏ ở nhiều độ tuổi có khả năng tiếp cận với âm nhạc, để có âm nhạc trong cuộc sống của các em, và từ âm nhạc các em có thể vững chãi hơn trong cuộc sống, tự tin hơn trong cuộc sống để phát triển những mối quan hệ xã hội khác của mình, cũng như là tìm được những cái hướng đi trong cuộc đời của mình. Và rất nhiều năm trước rồi thì những cái lời tâm sự đó của Kỳ Anh thì Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà tới hiện nay thì cái ước mơ đó của Kỳ Anh đã trở thành sự thật. Vợ chồng tôi á, là cũng đam mê âm nhạc cho nên mới cho bé đi học nhạc. Từ khi mà bé này học ở trường NeoKids thầy Kỳ Anh thì lúc đó tôi cảm thấy nó trong người nó an tâm, là lý do là bé càng tiến bộ. Tại vì mỗi lần có một cái chương trình đi thi hay là đi biểu diễn ca nhạc gì đó, bé đều là hoàn thành rất là xuất sắc. Mình cũng một vài lần thấy một số cái lớp nền tảng ra về thì mấy đứa nó rất là vui. Có bé thì được dán sticker lên má, lên chén, những cái hình rất là ngộ nghĩnh. Mà thật sự không ngờ là thầy chị anh với nhóm với thầy giáo viên nào kích thì rất là funny, tìm những cái hình rất là vui mà con nít thì thường thích những cái đó. Tính tới giờ đối với Khanh thì là 8 năm, đối với Cương thì là 6 năm gắn kết với thầy chị anh. Cái niềm đam mê mà dạy nhạc và đam mê với những học trò nhỏ của thầy chị anh là ngọn lửa thôi thúc thêm cho các thầy cô của trường nhạc NeoKids. Mình thấy là tập thể các thầy cô của trường NeoKids nói chung và của thầy chị anh nói riêng thì rất là có cái máu đam mê và yêu thích trẻ em. Do vậy mà chị đã gắn kết với NeoKids cũng vì cái ngọn lửa đam mê này. Cái thời gian học của cái NeoKids tổng cộng tới giờ là chắc khoảng hơn 4 năm, và cả ba cháu đều có những cái tiến bộ rất là tốt. Có thể thấy hàng tuần, hàng tháng các cháu về đánh được những bài nhạc mà bố mẹ cũng rất ngạc nhiên. Ở trường NeoKids thì tôi nghĩ có lẽ cái thành công một phần nào đó của các cháu là nhờ công sức của các thầy. Con học thầy năm nay cũng là hơn 8 năm rồi. Sau khi thấy Nguyên học thì chị cho tiếp tục 4 em của Nguyên cũng học. Ngoài vấn đề đánh đàn thì các con phát triển cái tai nghe rất tốt và cảm thấy là yêu âm nhạc. Tự các con có một cái vốn âm nhạc mà chị nghĩ là đó là cái vốn mà chắc là giống như một món quà để mà cho các con sau này lớn lên các con tự được phụ cuộc sống tốt hơn. Nhân kỷ niệm 10 năm của anh Cáp với âm nhạc và 3 năm của NeoKids thì Quân và mọi thành viên trong SCC xin chúc anh Cáp là giữ vững được tình yêu âm nhạc kỹ thuật của mình để vượt qua những cái khó khăn thử thách sắp tới và chia sẻ được ngọn lửa đam mê của mình cho rất nhiều các học viên, các trẻ em đang có mong muốn và nhu cầu âm nhạc sau này. À, cuối cùng thì lời chúc nhân kỷ niệm 10 năm học và dạy nhạc của thầy Kỳ Anh cũng như của trường nhạc NeoKids thì kính chúc NeoKids mãi mãi với ngọn lửa đam mê. Gia đình chị là đông con nhất và thời gian con học thầy cũng rất lâu. Cũng cảm ơn
trường rất nhiều. Riêng thầy thì gia đình chị là chân thành cảm ơn thầy vì cũng thầy dạy dỗ cho các con, và cũng chị cũng chúc cho thầy nhiều sức khỏe. Và trường mình thì học trò ngày càng đông và sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy của những em bé muốn học đàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cũng xin chúc cho thầy Kỳ An cũng như sức khỏe, các thầy cô trong trường Nam Kiết thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy dỗ các con đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Và thông qua đây cũng gia đình tôi và các cháu cũng chúc thầy Kỳ Anh, chúc trường Nam Kiết càng ngày càng phát triển, càng ngày có thêm nhiều học trò và phát hiện được những cái tài năng mới. Chúc thầy trường Nam Kiết ngày càng lớn mạnh và thành công. Chúc thầy luôn hạnh phúc, có nhiều sức khỏe. Chúc thầy kiếm được nhiều quá ngàn để dẫn được con đi ạ. Hello, Cam. As you can see, music makes the people happy. That's why you are making people happy. We wish you all the best and good luck. And successful business. Best greetings from Singapore. Bye-bye.